Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô, một người chuyên bán những cái dòng xe lằng nhằng và khủ khoảm. Vâng, ở trên các kênh xế thì các bác ấy chuyên về các dòng xe, nhưng mà ở em Vũ Duy Ô Tô thì xe gì em chơi, từ cái loại 10 triệu cho đến cái loại 1 tỷ em chơi hết. Vâng, và em Vũ Duy Ô Tô là chuyên bán những cái dòng như vậy. Thế nên là bác nào mà hay thích những cái dòng xe khủ khoảm thì đây, một chiếc xe lại tiếp tục về cửa hàng ấy ạ. Một con xe rất là đẹp luôn, dáng rất trường. Và con này thì nó gần sát như những chiếc xe được mệnh danh là mũi tên bạc của dòng Mercedes rồi. Đấy, các bác nhìn dáng của nó đẹp như thế này mà, cực kỳ dài dáng luôn nhá, luột là luôn. Với cái chiều dài của chiếc xe lên đến hơn 5 mét. Và đây là một dòng xe mà thưa quý vị các bạn, nhiều người phải mê luôn. Một chiếc xe mang biển số Hà Nội 29A87938 ạ. Một chiếc Mercedes E240 sản xuất năm 2002. Xe đẹp cứng cựa luôn. Và dòng này thì nói chung là các bác ngồi lên đi thì vô đối luôn. Đẳng cấp với nội thất ghế da cao cấp sang trọng nhập khẩu đến từ trời Âu. Hệ thống điều khiển điện của ghế 4 phương 8 hướng. Và đặc biệt là ghế của chiếc xe thì có nhớ ghế các bác nhá. Lốp thì dày, 4 quả lốp Michelin 2016. Bảo đến bây giờ thì con này nếu mà nhìn lốp như vậy thì chứng tỏ là có một chiếc xe ít đi luôn. Hệ thống túi khí an toàn lên đến chục túi khí luôn cho các bác. Thế là các bác về các bác rất là an toàn luôn. Và dòng Mercedes thì nó đẳng cấp rồi. Bản này là bản Elegant nhá các bác nhá. Và đã được chủ người ta dán những cái phần chỉ này trông rất là luột là luôn. Con này thì đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022. Một dòng xe quá là tuyệt vời. Vâng, một chiếc xe Mercedes E240 đẳng cấp. Năm nay cũng tương đối có nhiều năm tuổi rồi. Thế nhưng mà xe thì vẫn còn zin luôn các bác nhá. Bao test hãng thoải mái cho các bác luôn. Máy số thì không nói rồi, vì dòng này nó chạy lâu thì nó phải bảo dưỡng. Còn về khung gầm bệ đảm bảo bao cam kết cho bác là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước. Và những ai mà đi những cái dòng xe này thì các bác biết rồi. Đúng là khi mà đã đi những cái dòng này thì những cái dòng Toyota rồi, những cái dòng Hyundai trên nước các thứ là gần như là không ai thèm đi luôn. Đấy, các bác nhìn dáng nó đẹp như thế này mà. Vâng, ngay từ các cái phần thiết kế bên trong cũng như bên ngoài của xe, nó là trau chuốt hoàn toàn luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe đều là đèn zin, tuy nhiên nó đã ố theo vàng theo thời gian rồi. Cái này, con này thì có cái logo là hơi bị vẹo. Đây các bác này, logo hơi vẹo tí. Đấy, em chỉnh cái lại ngon ngay. Đấy, mặt cắt ta lăng hầm hố nha các bác nhá. Mặt cắt ta lăng hầm hố. Và con này thì là form đời cũ nên là nó sẽ sử dụng những hai cái bóng đèn bầu dục chéo hai bên. Đấy các bác nhìn đấy. Bầu đèn của xe thì chỉ ố vàng thôi nhưng không hề rạn nứt nhá. Con này thì tỷ lệ sơn zin của nó thì hiện nay còn rất là ít luôn. Khẳng định với các bác là còn rất ít. Thế nhưng mà đấy, đi nhiều năm người ta phải xì tút xì tát lại chứ không lại bảo là sơn zin còn nhiều phần trăm là không được. Vâng, những cái phần xì tút xì tát thì đương nhiên. Còn phía bên trong xe thì xin sơn zin toàn bộ luôn. Cabo thì dày. Đấy, tôn cabo mỏng nhá các bác nhá. Nên là các bác yên tâm, tỉa bả ít. Và dòng xe này thì nó đi rất là bền lành. Đấy, một chiếc Mercedes E240. Các bác nhìn này, ngay từ các cái phần sườn đây này. Đấy, cân đối không hề có lỗi lầm, không hề có lượn sóng luôn. Một chiếc xe rất là đẹp luôn ạ. E240. Đấy, lốp dày 2016 lốp Michelin nhá. 4 quả lốp Michelin 2016. Lốp này thì đẳng cấp thôi rồi. Vâng. Và dòng này thì nó sử dụng lốp mỏng thôi các bác ạ. Lốp 225 55 vành 16. Đấy, la răng 16 ạ. Vâng. Và cái dòng này lốp thì nó cũng tương tự như các cái dòng xe 7 chỗ hạng sang. Đấy. Thế nên là những bác nào mà đi những cái dòng xe này thì các bác yên tâm, bề dày lốp rộng. Đấy, và con này thì trọng lượng của nó hơn 1 tấn cơ, 1 tấn 4. Thì các bác đi những cái dòng xe này thì nó rất là đầm, đầm chắc cho các bác luôn. Kính của xe thì đã được dán phim cách nhiệt hết rồi. Đấy, trông ánh sáng kính xanh rất là đẹp, tôn vỏ căng. Đấy, gõ rất là chắc chắn luôn các bác ạ. Tay nắm cửa này, và đây kính zin nhá. Cái kính chiếu hậu, gương chiếu hậu của nó còn zin đây này. Đấy, gương chiếu hậu còn zin đây này. Đấy. Ôi, bác thấy chưa? Nội thất bên trong xe thì là sử dụng tông màu kem sáng. Và đây các bác nhìn này. Con này thì ghế da của nó còn nguyên zin luôn. Đấy, ghế da còn nguyên những cái lỗ thoáng khí. Ngồi dòng này thì nó đẳng cấp và sờ da rất là mềm. Đấy, ghế da đấy ạ. Vâng, ghế da còn zin. Và đặc biệt là chiếc xe này thì ghế của chiếc xe có nhớ đến 3 vị trí luôn. Nhớ 3 vị trí ghế chỉnh điện đấy các bác nhá.
ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường. Em sẽ xe nó tiến lùi này. Đấy, các bác nhìn đấy ạ. Đấy, úi giời. Đấy, tiến lùi này, rồi lên xuống này. Tất cả các chức năng này của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Ngửa ghế tựa lưng có cả đấy các bác nhá. Vâng. Đấy, một chiếc xe rất là đẳng cấp luôn. Vâng, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn SRS airbag. Đấy các bác nhìn này, vô lăng này tích hợp túi khí có đàm thoại, nhưng mà cái chức năng này gần như là không dùng. Có còi, còi thì khá là to. Và con này thì các bác nhìn vân gỗ nó này, còn đẹp luột là luôn này. Đấy, các bác nhìn ạ, vân gỗ đấy ạ. Vâng, gần như là mới luôn. Vân gỗ rất đẹp. Đấy. Và con này thì là bản da pha gỗ nhá. Cái màu gỗ của nó thì đẳng cấp thì thôi rồi. Bản Elanga thì các bác biết. Đây này, các bác nhìn này. Đấy. Cái phần vân gỗ của nó rất là liệt luôn. Và đặc biệt là những cái chỗ này thì nó đã sờ, người ta sử dụng sờ nhiều ấy ạ, thì nó đã bị mất cái độ bóng rồi. Những cái này thì cho vào xì tút cái là ok luôn. Thích nhất là cái quả cốc nước này. Nhưng mà cái cốc nước này hình như là nó hơi kém về cái phần lò xo. Cái này ấn xuống phát thì nó sẽ lên cốc nước đỡ luôn. Đấy. Cổng sạc đầy đủ luôn. Cổng sạc đây. Cổng sạc phía trong này. Đấy, tẩu sạc, cổng sạc này. Rồi ngửa ghế tựa lưng. Thế nào, ái chà. Có ngửa các bạn. Đấy, nó đã ấn xuống rồi đó. Và đấy, tất cả các chức năng của xe thì nó vẫn hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, em sẽ lấy nắp lại rồi. Hoạt động bình thường hết ạ. Chân nỉ của chiếc xe thì cũng sạch, đẹp. Và có hai vùng đèn rõ ràng. Đèn trên này này. Đấy, hoạt động bình thường các bác nhá. Vâng. Và đèn ở đây. Đấy, có gương chiếu hậu chống chói, có sấy nhiệt. Đấy. Và phần che nắng của xe. Đồng hồ hiển thị của xe thì nói chung là đơn giản thôi, và chiếc xe lăn bánh 20 vạn. Đấy. Mặt trước của xe thì hiển thị các nhiều chức năng, ví dụ như là điều hòa auto 2 vùng này. Đấy, rồi nhạc, đầu nhạc này, CD. Đấy, radio, tép, các bác nhìn. Đấy, điều chỉnh âm thanh ở đây nhá. Và có rảnh tay. Đặc biệt là chiếc này thì có cruise control. Vâng, dòng Mercedes thì bao giờ nó có những cái chức năng rất là sang trọng luôn. Cruise control ga tự động này. Và đồng hồ giờ. Đấy, sang trọng cho các bác nào mà hay quên giờ thì có thể nhìn vào những cái chi tiết này để các bác nhớ. Và đây là một chiếc xe bản E240, thế nên là ghế nhớ ở phía bên phụ cũng có các bác nhá. Đấy, mạ chrome, mạ vân gỗ này, rồi mạ chrome này, rất là sáng luôn. Kính điện lên xuống thì hoạt động hoàn toàn ok. Em sẽ đóng kính vào. Thời tiết hôm nay bắt đầu khá là lạnh. Đấy, kính điện này. Thời tiết lạnh nên là khi mà mình sở hữu một chiếc xe như thế này thì người ta có câu là tội gì mà có tiền thì mình hưởng thụ thôi các bác ạ. Vâng. Con này thì giá còn lâu mới đến 200 triệu, rất rẻ luôn. Mercedes E240 mà giá thì lại siêu siêu rẻ nha các bác nhá. Đặc biệt là chiếc xe này, cái phần chân phanh với chân ga này các bác nhìn này. Đấy, chân phanh, chân ga này, nó còn mới luôn này. Đấy, sàn 6D luôn nha các bác nhá. Đấy, xe được độ sàn 6D. Rất đẹp. Đấy, sàn da có sàn nỉ gốc của xe còn nguyên và nó không hề có ngấm nước gì cả. Vâng, con này thì bao cam kết cho các bác luôn. Hệ thống đèn tự động đây. Các bác nhìn này. Đèn tự động auto. Đấy, đèn tự động điều chỉnh pha phước của xe đầy đủ luôn. Đấy, gạt mưa, gạt kính ok. Đấy, em sẽ bật chế độ gạt của xe. Đấy, gạt này, sạch một phát sạch ngay này. Đấy, sạch luôn. Đấy. Vâng, nói chung là đi cái dòng mẹt thì nó sướng hẳn rồi. Cốp mở điện nha các bác nhá. Cốp mở điện thì sẽ mở ở đây. Đấy, em sẽ mở sẵn cốp đây. Đấy. Và ta sẽ cùng đi xem khoang cốp. Còn gương chiếu hậu cụp xòe của xe thì hoạt động ra. Xem nào. Có chạy không? Hiện nay là không chạy rồi. Cái gương chiếu hậu này. Đấy. Nó chỉnh điện thì ok. Nhưng mà cụp xòe thì không. Đấy. Phía đằng sau này thì các bác có thể nhìn là nội thất ghế này. Đấy. Nội thất ghế vẫn còn tươi nhá. Và đặc biệt là con này thì có cửa gió dọc cột này luôn. Đấy. Và tất cả các cái đinh ốc này của nó còn đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, sắc nét vô cùng luôn. Đấy. Nội thất 6D. Và các bác có thấy cái u nổi lên đây, cái chỗ này này.
Đây chính là cái hệ dẫn động cầu sau. Dòng Mac thì nó sử dụng dẫn động cầu sau vừa khỏe và lại lái rất là linh hoạt luôn. Còn đây là hệ thống cửa gió điều hòa cho người ngồi sau. Vâng, dòng Mac thì nó là một dòng xe sang trọng, thế nên là nó sẽ được tích hợp rất nhiều các cái chức năng tiện lợi cho chủ sử dụng. Và đặc biệt là những ai mà ngồi phía sau này ạ, thì toàn là những người đẳng cấp thôi. Thế nên là những cái phần như là nội thất da, rồi các cái phần không gian của xe, nó sẽ làm cho người ta cảm giác một cái cảm giác thoải mái nhất các bác nhé. Vâng, con này thì bao cam kết cho bác là không có đâm đụng. Đấy, không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, và đảm bảo cho bác luôn. Đấy, nội thất thì khỏi chê rồi. Vâng, cốp sàn của xe thì tất cả các cái đinh sàn dập này, đinh dập của xe nó còn nguyên rồi. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, có những chi tiết thì nó theo thời gian 5 tháng rồi, nhưng mà những cái này thì nó vẫn còn nguyên. Thế này là ok quá rồi. Rất đẹp. Vâng, sàn thì sạch sẽ luôn. Đấy, và đồ nghề lốp láp các thứ của xe thì đây, các bác nhìn này, lốp sơ cua này, rồi ắc quy các thứ của xe thì còn nguyên. Em sẽ chống cái này lấy nét lại một lần. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, đồ nghề kích lốp ạ. Hơi lụn vụn một tí vì là xe này em về cũng chưa dọn dẹp gì cả, thế nên là trông nó hơi lủn mủn một chút thôi. Còn các cái phần ốp này của xe thì cứng cáp luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, một chiếc xe rất là cứng luôn. Đấy, Mercedes E240 các bác nhá, dòng Serie. Vâng, của Mac thì nó đẳng cấp rồi. Con này thì nó nằm giữa phân khúc với dòng C và dòng S. Đấy, thế còn cảm biến phía lùi phía đằng sau đây. Con này chỉ trang bị có hai vị trí cảm biến lùi thôi, còn camera lùi là không có nhé các bác nhá. Vâng, đấy các bác nhìn ạ. Thế còn phần sườn bên này các bác nhìn này. Đấy, đồng đều sạch sẽ. Đấy, không có lỗi lầm luôn. Vâng, lốp thì dày. Lốp con này thì 4 quả 2016 dày bịch luôn. Gần như là xe mới vì người ta ít đi, ít sử dụng. Vâng, chiếc xe này thì ít sử dụng luôn. Đấy, nói chung là có tiền mà chơi những cái dòng Mac này thì nó ngon hẳn rồi, đẳng cấp rồi, chẳng chê đâu được. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, không thể chê đâu được với những chiếc Mac như thế này đâu. Nội thất thì khỏi phải chê. Đấy, đấy, phần da sờ nó mềm cực kỳ luôn. Và tất cả các cái chức năng này của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, một chiếc xe Mac E240 đẳng cấp. Đấy, tất cả các chi tiết thì mới và nội thất thì tươi, xe thì sáng láng sạch sẽ khỏi phải chê rồi. Vâng, đúng là đẳng cấp đến từ trời Âu. À, bây giờ thì ta sẽ đề nổ chiếc xe này lên để cùng xem. À, con này thì đăng kiểm đến tháng 7 năm 22 nhé các bác nhá. Tháng 7 năm 22, còn 4 tháng nữa. Vâng, một dòng xe được rất nhiều người tìm kiếm luôn. Máy ngon, côn số ngọt, gầm bệ thì chắc chắn. Ui giời, em đề cái cho các bác cùng xem nhá. Đấy, máy rất là êm. Đấy, tua nhẹ nhàng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tua nó xuống lên 800 vòng phút luôn. Và ta sẽ cùng đi ra khoang máy để kiểm tra chiếc xe này. Hôm nay phải nói thời tiết nó quá là lạnh. Vâng, ra ngoài thời tiết rất là lạnh luôn. Đấy, đẩy lên, đẩy lên. Đấy, các bác có thể nhìn khoang động cơ của chiếc xe Mercedes E240. Con này sử dụng động cơ V6 nhá các bác nhá, V6 2.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Nhưng mà bù lại các bác có một chiếc xe cực kỳ là chất luôn. Vâng, dòng Mac thì những ai mà đã sở hữu dòng Mac thì các bác biết rồi, nó đi nó cực kỳ sướng luôn. Đấy, và tất cả các cái chi tiết này của xe thì nó vẫn còn đấy, kể cả các cái phần gân sườn đây này. Đấy, các bác nhìn là biết ngay là nó có đâm đụng hay không rồi. Đấy, những ai mà quan tâm đến mẫu xe Mac C240 đẳng cấp vượt thời gian này, với thiết kế không bao giờ, người ta gọi là không bao giờ lão hóa đấy, thì hãy alo ngay cho Vũ Diêu thôi. Vâng, một chiếc xe Mac đẳng cấp 2002, đẹp không có đối thủ luôn. Tất cả các chi tiết của xe thì còn nguyên, có mỗi cái nỉ này thì nó cũ quá rồi. Vâng, như cái này thì bình thường thôi, không vấn đề gì các bác nhá. Còn các bác có thể nhìn các cái phần chi tiết còn lại này. Đấy, xe thì bao cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn ngập nước, máy thì cực êm ngon luôn. Đấy, các bác nghe tiếng máy này là các bác biết rồi.
Vâng, máy cực kỳ ngon và êm. Đấy, xe thì đẹp, khỏi chê. Đấy, và máy gầm thì đại chất luôn. Đấy, một chiếc xe mẹ đẳng cấp nhá. Gầm này, các bác nhìn gầm này, quá đẹp luôn. Vâng, còn có những chỗ nó hơi kém một chút thì có vẻ về bên em sẽ chỉnh chọt lại để làm sao cho nó ok. Đấy, lốp dày này, gầm chắc này, xe cứng này. Vâng, một chiếc xe giá còn lâu mới đến 200 triệu và chỉ có hơn 100 thôi là các bác đã sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Những ai quan tâm đến mẫu xe mạc này, alo ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Và đây là một chiếc xe mạc biển Hà Nội nhá, đẳng cấp vô cùng luôn. Cảm ơn các bác, xin chào, tạm biệt.